Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài tập giống như các em đang nhìn thấy ở trên màn hình đây. Người ta cho một gương phẳng AB và trên cái đường trung trực của gương phẳng AB này thì có một cái người đang đứng ở vị trí N1. Người này sẽ chuyển động đi lại gần gương. Người ta lại hỏi vị trí đầu tiên để người đó có thể nhìn thấy ảnh của một người thứ hai đứng trước gương AB như hình vẽ. Đây là một người thứ hai. Người thứ hai này đứng ở vị trí N2. Biết rằng gương AB này thì dài là 1 m, BH này cũng bằng 1 m, HN2 này cũng bằng 1 m. Và N1 là vị trí mà cái người này bắt đầu xuất phát để chuyển động lại gần gương. Thì người ta hỏi là cái vị trí đầu tiên để cái người 1 này nhìn thấy cái người 2 qua cái gương phẳng AB này là vị trí nào. Tương tự giống như những cái bài tập trước, các em sẽ tạm dừng video và giải cái bài toán này trong vòng ít phút. Sau đó các em quay trở lại để xem lời giải của cô, xem có giống như cái phần bài làm của mình hay không. Rồi, vậy chúng ta sẽ xử lý thông tin như sau. Y là trung điểm của AB, nghĩa là khoảng cách từ A đến Y chỗ này của chúng ta sẽ bằng là 1 m. Khoảng cách từ Y đến B này của chúng ta cũng sẽ bằng là 1 m. Khoảng cách từ B đến H này cũng bằng 1. Và khoảng cách từ H đến N, tất cả ở đây đều bằng 1 m. Thế còn N1 thì ở một vị trí bất kỳ nào đó và tiến lại gần gương. Vậy thì để giải quyết bài toán này, người ta hỏi vị trí đầu tiên để cái người này nhìn thấy ảnh của N2 qua gương. Thế bây giờ chúng ta đi xác định ảnh của N2 qua gương. Chúng ta biết rồi, ảnh của một vật qua gương phẳng thì nó sẽ có tính chất là đối xứng với vật qua gương. Vậy thì ảnh của N2 qua gương AB nó cũng sẽ đối xứng với N2 qua gương. Vậy việc đầu tiên là chúng ta đi xác định ảnh của N2 qua gương bằng cách lấy N2' đối xứng với N2 qua gương, tức là đối xứng với N2 qua điểm H. Thì N2' chính là ảnh của N2 qua gương. Cô sẽ lấy cái việc đó trước. Đấy, đây chính là N2'. Cô đo khoảng cách từ N2' đến H cũng bằng 1 m. Bởi vì từ H đến N2 bằng 1 m mà, thế nên là từ N2' đến H cũng sẽ bằng 1 m. Và đây, N2' chính là ảnh của N2 qua gương. Mọi tia sáng từ N2 chiếu tới gương cho chúng ta tia phản xạ. Và chúng ta biết rồi, tia phản xạ thì phải có đường kéo dài đi qua ảnh. Vậy thì mọi tia phản xạ trên N2 đều phải, mọi tia phản xạ trên gương AB đều phải có dài đi qua ảnh N2'. Vậy thì cái tia phản xạ đầu tiên trên gương AB để cho chúng ta nhìn thấy được, đó là chúng ta sẽ đi nối N2' với điểm B. Nối N2' với điểm B, các em lưu ý là trước gương thì chúng ta vẽ bằng nét liền, vì đó là tia sáng thật. Còn sau gương nó chỉ là đường kéo dài thôi, chúng ta sẽ vẽ nó bằng nét đứt. Đây chính là tia phản xạ trên gương AB tại điểm B. Thì nó ứng với cái tia tới này, cô nối nó. Tia tới. Đây, đây chính là tia tới từ N2 tới gương đầu tiên là tại điểm B. Gần nhất là tại điểm B. Nó sẽ cho chúng ta tia phản xạ giống như các em đang thấy ở đây. Và tia phản xạ này thì phải có đường kéo dài đi qua N2'. Rồi. Cô sẽ ghi lại bên dưới này vài dòng không tí nữa. Nghe xong các em lại quên hết, không biết là chúng ta đã làm đến đâu rồi. Đây, cô đã ghi lại đây rồi. Các em có thể theo dõi. Lấy N2' đối xứng với N2 qua gương. Đây, N2' đối xứng N2 qua gương. N2' chính là ảnh của N2. Tiếp tục, chúng ta sẽ nối B với N2'. Nối B với N2' và nó cắt IN1 của chúng ta tại cái điểm M này. M là vị trí đầu tiên để người xuất phát từ N1 nhìn thấy N2 qua gương. Tại sao M lại là vị trí đầu tiên để người xuất phát từ N1 nhìn thấy N2 qua gương? Đây là tia phản xạ đi qua ảnh N2'. Và chúng ta biết rồi, để chúng ta nhìn thấy được vật thì phải có ánh sáng từ vật đi vào mắt của chúng ta. Để chúng ta nhìn thấy ảnh của vật thì cũng phải có ánh sáng từ ảnh của vật đi vào mắt của chúng ta. Vậy thì đây chính là tia sáng đầu tiên khi N1 này tiến lại gần gương. Thì khi đến cái vị trí M này sẽ gặp cái tia sáng mà có đường kéo dài đi qua ảnh N2'. Nên đây chính là vị trí đầu tiên sẽ cho phép chúng ta
sẽ cho phép người đứng tại N1 này di chuyển lại gần gương, thì đây là vị trí đầu tiên để nhìn thấy ảnh của N2 qua gương. Đấy, vậy sau khi chúng ta xác định được vấn đề này rồi thì bài toán lại trở nên rất là đơn giản. Chúng ta thấy là Y là trung điểm của AB, thế nên là IB sẽ bằng AB chia 2 và bằng 1 m. Hồi nãy cô cũng đã ghi ra đây rồi, nhưng cô vẫn viết vào dưới cho các em theo dõi nha. Bên cạnh đấy thì các em lại thấy là tam giác IBM và tam giác HN2'B, nó là hai tam giác bằng nhau. Cạnh này bằng cạnh này bằng 1 m. Hai góc này bằng nhau vì đối đỉnh. Góc này và góc này nó là góc vuông, góc cạnh góc, nên hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau. Và vì hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau, thế nên các em sẽ có là IM sẽ bằng N2'H và bằng 1 m. Vậy cô sẽ ghi lại bên dưới nhé. Rồi bây giờ các em có thể kết luận lại, đó là vậy vị trí đầu tiên để người đó quan sát thấy ảnh của N2 qua gương là tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB và cách AB 1 m. Rồi cảm ơn các em đã theo dõi video của cô. Xin chào và hẹn gặp lại.